Chân thành cảm ơn quý vị vẫn không rời màn hình của VIETV. Để tiếp tục cho phần tin 24 giờ là một bản tin đến từ Hoa Kỳ cho hay, phản ứng đối với dự thảo luật bảo hiểm y tế của Thượng viện tại Hoa Kỳ. Vào ngày 24 tháng 6, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã công bố bản dự thảo luật bảo hiểm y tế do chính Thượng nghị viện soạn thảo để thay thế cho luật Obamacare. Một số thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa cho rằng cần có thời gian xem xét dự thảo này, nhưng một vài thượng nghị sĩ khác đã công khai phản đối dự thảo ngay lập tức và bày tỏ dè dặt, không chắc chắn về nhiều điểm. Thượng nghị sĩ Jane Heller của tiểu bang Nevada là một trong những người phản đối dự luật, nhưng ông cho biết rằng ông sẵn sàng thương lượng lại. Trong diễn văn đọc hàng tuần của Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng chính quyền của ông sẽ giúp dân chúng Hoa Kỳ thoát khỏi một tai họa là luật Obamacare. Phía đảng Dân Chủ thì đáp lời rằng luật bảo hiểm mới chỉ có lợi cho người trẻ tuổi giàu có mà lại hại cho những nhà nghèo khổ, nhất là khi cắt giảm đáng kể những chương trình Medicaid. Đảng Cộng Hòa hiện có 52 dân biểu trong Thượng nghị viện và cần phải có ít nhất là 50 người ủng hộ thì luật bảo hiểm y tế mới được chấp thuận trong cuộc bỏ phiếu vào tuần tới. Trong khi đó, thì Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã đi vận động để phản đối luật bảo hiểm y tế mới. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 6, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của đảng Dân Chủ đã đi xe bus tới thành phố Pittsburgh thuộc tiểu bang Pennsylvania. Trong chuyến đi vận động các thượng nghị sĩ, phản đối là dự luật bảo hiểm y tế vừa mới được Thượng viện công bố. Một tổ chức có tên là MoveOn.org chuyên đấu tranh cho các chính sách xã hội cấp tiến đã mở một đợt vận động có tên là Protect Our Care, đưa xe bus đi tới nhiều nơi trong nước, kêu gọi chống luật bảo hiểm y tế mới. Thành phố Pittsburgh là một nơi xe bus dừng lại đầu tiên. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã gọi dự luật y tế của đảng Cộng Hòa là một dự luật dã man và vô đạo đức. Cùng với nhiều người kêu gọi, thượng nghị sĩ của tiểu bang Pennsylvania, ông Pat Tommy thuộc đảng Cộng Hòa bỏ phiếu chống dự luật này. Dự luật bảo hiểm y tế vừa mới được Thượng nghị viện công bố dài 142 trang, đề nghị cắt ngân sách dành cho Medicaid và các phòng khám có phá thai, chấm dứt phạt tiền những ai không mua bảo hiểm, xóa bỏ thuế đánh vào những người giàu có để trang trải chi phí bảo hiểm. Bộ Tư pháp đã đưa vụ kiện công ty Microsoft ra tối cao pháp viện. Vào ngày 23 tháng 6, Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đã quyết định kháng cáo một vụ kiện công ty Microsoft lên tối cao pháp viện. Vấn đề chính trong vụ kiện này là khi các nhân viên điều tra của Hoa Kỳ yêu cầu công ty Microsoft và có bắt buộc phải nộp lại cho tất cả tài liệu các khách hàng đã được công ty lưu trữ trong máy điện toán đặt ở một nước khác hay không. Trong vụ kiện này, thì các nhân viên điều tra muốn đọc lại một số email chứa các tin tức buôn lậu ma túy được lưu lại trong các máy điện toán ở Ái Nhĩ Lan mà tòa án sơ thẩm cấp dưới đã xử rằng công ty Microsoft không bắt buộc phải nộp lại những tài liệu như vậy. Nhưng Bộ Tư pháp phản đối phán quyết này và cho rằng quan tòa đã hiểu sai luật pháp. Phía công ty của Microsoft thì cho rằng Bộ Tư pháp không cần phải kháng cáo vụ án này lên tối cao pháp viện vì không bao lâu nữa Quốc hội sẽ đổi các luật lệ hiện hành có liên quan tới vấn đề này. Trường đại học tại Utah mở cửa đón người tị nạn cháy rừng. Trường đại học Nam Utah đã hưởng ứng lời kêu gọi giúp đỡ các nạn nhân của vụ cháy rừng lớn nhất nước hiện nay bằng cách mở cửa chứa chấp những người phải đi tản cư vì đám cháy. Đám cháy rừng ở khu vực Brainerd ở tiểu bang Utah hiện giờ đang ngày càng lan tràn, nên càng có thêm nhiều thị trấn bị đe dọa và thêm nhiều người tản cư. Trường đại học Nam Utah đã cho khoảng 60 người tản cư tới sống trong các ký túc xá dành cho sinh viên, được xây theo lối phòng cho thuê, có đầy đủ nhà bếp, nấu nướng, giường ngủ và phòng tắm. Ban điều hành trường đại học cho rằng đây là một hình thức cảm tạ dân chúng trong vùng đã đối xử tử tế với trường bấy lâu nay. Tính từ khi đám cháy tại Brainerd bắt đầu vào hồi tuần trước cho tới nay, đã có hàng mấy trăm dân cư trong vùng phải tản cư. Còn đám cháy thì đã lan ra tới 37.000 hecta rừng. Tuy nhiên, lực lượng cứu hỏa chỉ mới kiểm soát được vào khoảng 5% đám cháy. Kính thưa quý vị, căn cứ không quân Oxford chịu thiệt hại mấy triệu Mỹ Kim vì bão. Một trận bão rất lớn đã tràn qua căn cứ không quân Oxford ở thành phố Omaha, tiểu bang Nebraska vào ngày 15 tháng 6 tuần rồi, gây ra thiệt hại nặng nề. Các quan chức của không quân cho biết công việc thu dọn hậu quả của cơn bão tại căn cứ này vẫn còn đang tiếp diễn, nhưng may mắn là không có ai trong căn cứ đã bị thương tích gì. Riêng việc sửa chữa là những thứ bị hư hại trong căn cứ này vì bão có thể tốn kém từ 7 cho tới 10 triệu Mỹ Kim.
Tính tổng cộng có 8 chiếc phi cơ của phi đoàn 55 Wings đóng tại căn cứ Oxford bị hư hại sau trận bão ngày 15 tháng 6. Ngoài ra, thì một số tòa nhà và hàng rào bao quanh căn cứ cũng bị thiệt hại vì bão. Một khác phát ngôn viên của không quân cho biết, những người trong căn cứ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những trường hợp thiên tai lớn bất ngờ như trận bão vừa rồi. Bằng không thì thiệt hại còn có thể lên cao hơn nữa. Lũ lụt vì đê bị nứt tại California. Đài truyền hình NBC và tờ Thời báo Los Angeles đã tường thuật lại rằng có một khu đậu xe dành cho các loại xe đi chơi đường dài ở vùng Kimbers thuộc tiểu bang California đã bị ngập lụt vào ngày 23 tháng 6. Nguyên nhân là vì một con đê ở gần đó bị nứt. Trước đó, nhà khí tượng quốc gia đã ra thông báo cảnh cáo rằng sẽ có lũ lụt trong vùng Kimbers vì con đê dọc theo sông Brink bị nứt sau khi tuyết từ dãy núi Sierra Nevada lan tràn xuống quá nhiều. Chi nhánh của đài truyền hình NBC cho hay trong suốt tuần này, chính quyền địa phương đã ra lệnh bắt buộc những người sống trong vùng phải tản cư tránh lụt và còn cho các viên chức đi tới từng nhà kêu gọi dân chúng tản cư. Những người sống gần khu đậu xe này cho biết họ chưa từng thấy trận ngập lụt nào ở vùng này nặng nề đến như vậy. Còn cảnh sát thì thông báo có hàng chục chiếc xe và khoảng 6 căn nhà trong vùng bị hư hại vì lũ lụt. Kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo cập nhật chi tiết về vụ cháy rừng tại Utah. Nhà chức trách ở miền nam của Utah cho hay rằng đám cháy rừng ở vùng Bryan Head thuộc tiểu bang Utah đã lan ra tới 40.000 hecta rừng và công cuộc chữa cháy vẫn đang tiếp diễn một cách mạnh mẽ. Lực lượng cứu hỏa tiếp tục cho trực thăng chở nước từ một hồ nước gần đó tới đám cháy để dập lửa. Có một vài dấu hiệu cho thấy cuộc chữa cháy đạt được một số kết quả khả quan, chẳng hạn như là khói đã bớt dày đặc và nhà chức trách đã hậu tống một số dân chúng tản cư quay về nhà trong một thời gian ngắn để xem xét thiệt hại. Những người được quay về nhà đêm 24 tháng 6 đều cảm thấy nhẹ nhõm vì phần lớn khu vực mà họ sinh sống đều không bị thiệt hại gì đáng kể, nhưng đám cháy đã lan tới gần khu dân cư trước khi nhân viên cứu hỏa ngăn chặn không cho lửa lan tràn ra thêm. Dù vui mừng vì nhà cửa không thiệt hại, nhưng nhiều người vẫn than phiền rằng khu rừng gần 100 năm tuổi đã bị thiêu rụi do có ai đó bất cẩn gây ra hỏa hoạn. Nhân công trồng cây tại California bị nhiễm độc thuốc trừ sâu. Chính quyền tiểu bang California và thị trấn Salinas tại California đang điều tra vụ 18 nhân công trồng cây của hãng AG Giant Stanimura and Antel đang làm việc ngoài trời ngày 23 tháng 6 thì có triệu chứng bị nhiễm độc thuốc trừ sâu. Các nhân công này đang trồng cây celery được chừng một tiếng đồng hồ thì bắt đầu có triệu chứng nhiễm độc, một người bị ói mửa. Tất cả các nhân công bị nhiễm độc đã được đưa tới bệnh viện tại Salinas và giới phụ trách tại công ty cũng bắt đầu mở một đợt kiểm tra toàn diện theo quy định trong trường hợp có nhiều người trong công ty cùng bị tai nạn. Tất cả các nhân công của công ty đều bị buộc phải đi tắm rửa và thay quần áo khác. Một phát ngôn viên của công ty sau đó cho biết tất cả các nhân công được đưa tới bệnh viện đều trở lại làm việc trong cùng ngày, chỉ trừ một người còn phải nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cho tới giờ, công ty vẫn chưa điều tra ra được nguyên nhân vì sao họ bị nhiễm độc. Một giả thuyết cho rằng họ đã hít phải mùi thuốc trừ sâu quá nồng nặc, rải trên một cánh đồng lân cận nơi làm việc. Bản tin tiếp theo có liên quan đến giải trí cho hay, buổi lễ trao giải Golden Melody Award chính thức khai mạc tại thủ đô Đài Bắc của Đài Loan. Buổi lễ trao giải Golden Melody Award thường niên lần thứ 27 vừa chính thức diễn ra tại đấu trường Taipei thuộc thủ đô Đài Bắc của Đài Loan vào ngày thứ Bảy 24 tháng 6 với sự tham dự của nhiều tên tuổi nổi tiếng đến từ làng âm nhạc của châu Á. Nhiều ca nhạc sĩ xuất thân từ địa lục như là Trung Hoa, Hồng Kông đồng thời đã được mời tới Đài Loan để tham dự do sự kiện trao giải cao quý năm nay. Năm nay, ca sĩ người Hồng Kông Carly Fong đã được trao tặng giải thưởng nam ca sĩ xuất sắc nhất. Trong khi đó, thì danh ca người Đài Loan Eva Ai được vinh danh hạng mục nữ ca sĩ xuất sắc nhất. Giải thưởng album nổi tiếng Mandarin, nhất là lời nhạc hay, nhất là thuộc về người ban nhạc rock Đài Loan Mayday. Buổi lễ trao giải Golden Melody Award được thành lập vào năm 1986 và thường được tổ chức vào tháng 6 hàng năm. Chương trình lần này có sự tham dự của nhiều ca sĩ như là Joe Galin, Clay và Ai Mei. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời tiết cho ngày thứ Hai, 26 tháng 6 năm 2017 của hệ thống truyền hình VIETV.
Thưa quý vị, phần dự báo thời tiết được bắt đầu với thành phố Boston. Khí hậu tuyệt đẹp với nhiệt độ cao nhất 78, thấp nhất 62. Gió Tây Nam thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo có mưa chỉ vào khoảng 10%. New York City nhiệt độ cao nhất vào khoảng 80, thấp nhất vào khoảng 63. Gió Tây thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và mưa dự báo 10%. Philadelphia bầu trời đầy nắng với nhiệt độ cao nhất 80, thấp nhất 62. Gió Tây thổi từ 10 đến 15 dặm một giờ và trong ngày khô ráo không có mưa. Washington DC nhiệt độ cao nhất vào khoảng 83, thấp nhất 62. Gió Tây thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và trong ngày cũng khô ráo không có mưa. Chuyển sang Miami tại tiểu bang Florida, bầu trời chủ yếu là nắng với nhiệt độ cao nhất 87, thấp nhất 79. Gió Đông Nam thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và dự báo mưa vào khoảng 20%. Orlando, mưa và sấm sét từ buổi sáng lên đến 80% với nhiệt độ cao nhất trong ngày 88, thấp nhất 74. Gió Tây Nam thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Tampa, nhiệt độ cao nhất trong ngày dự báo ở mức 89, thấp nhất 76. Gió Đông Nam thổi nhẹ, ít hơn 5 dặm một giờ và mưa dự báo vào khoảng 20%. Tại Houston thuộc tiểu bang Texas, mưa cũng từ buổi sáng lên đến 60%. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dự báo ở mức 90, thấp nhất 75. Gió Đông thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Dallas, mây rải rác và nắng nhẹ trong ngày với nhiệt độ cao nhất 88, thấp nhất 73. Gió Đông Nam thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và mưa dự báo chỉ vào khoảng 20%. Chuyển sang Sacramento tại tiểu bang California, trời trong và đầy nắng với nhiệt độ cao nhất 86, thấp nhất 55. Gió Tây Nam thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ và mưa dự báo vào khoảng 10%. Los Angeles, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 88, thấp nhất 61. Gió Tây Nam thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và trong ngày khô ráo không có mưa. Tại San Jose, khí hậu mát mẻ với nhiệt độ cao nhất 76, thấp nhất 58. Gió Tây Bắc thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ và trong ngày dự báo mưa chỉ vào khoảng 10%. Cuối cùng là tại San Diego với bầu trời trong xanh và đầy nắng. Nhiệt độ cao nhất 83, thấp nhất 62. Gió Tây Bắc thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và vào buổi chiều dự báo mưa chỉ vào khoảng 10%. Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 24 giờ cùng với Thi Nhung và Xuân Nam. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.